Những bộ phim về đề tài khoa học viễn tưởng, đặc biệt là zombie thì không còn mấy xa lạ với các bạn. Vài cái tên quen thuộc như là Chuyến tàu Busan, Thế chiến Z, Vương triều sắc sống hay là Thợ sửa ống. Ở đầu bộ phim Chuyến tàu Busan có phân đoạn Quân Hưu bị nhiễm bệnh và trở thành zombie. Đó là nguyên nhân cho đại dịch sắc sống trong phim. Điều bất ngờ ở đây là nó đã và đang xảy ra trên loài hưu. Vào 2019, 24 bang của nước Mỹ phải lập chốt xét nghiệm những thợ săn vì lo ngại căn bệnh này lây sang người. No. Trên thực tế thì nó đã lây sang sóc và chuột, hai loài có bộ gen khá giống với con người. Bệnh này thì đã được phát hiện từ năm 1967 trên họ nhà hưu. Chúng khiến những con hưu thì lờ đờ, mệt mỏi, cơ thể lở loét thối rữa. Và đặc biệt là bọn này nó có xu hướng bạo lực. Nguy cơ căn bệnh này lây sang người chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng nếu lây sang người thì nó sẽ không kinh khủng như một số bộ phim mà bạn đã từng xem. Đa phần phim hay cường điệu hóa để tạo ra sự thu hút và trải nghiệm mới lạ với thị giác của thị giả. Hãy cùng mình xem trong điện ảnh thì zombie đã tiến hóa như thế nào nhé. Đây là nguyên bản con zombie đầu tiên trên màn ảnh, Vodo Zombie 1932. Phiên bản này thì họ chỉ trang điểm đậm và mắt diễn viên thì hơi ngờ ngạch, nhìn thì y như đang phê lá đu đủ. Live and Dead 1986. Ở phiên bản này thì họ đã hóa trang thêm phần thịt bị phân hủy, đôi mắt thì thâm quầng, bụi bặm kiểu mới từ dưới đất thui lên. Viral Zombie 1996. Lần này thì có vẻ zombie được trau chuốt hơn, với trong mắt quầng, mắt thâm và làn da máu me, với lối diễn xuất kiểu. Vào các bạn ơi. Rabbit Zombie 2002. Phần này hóa trang thì tệ hơn so với lần trước, nhưng lần này thì zombie kiểu tôi nói anh biết này, ở cái xã hội này. Peter 2010. Wow, một cú lột xác theo đúng nghĩa đen. Tất cả khuôn mặt của diễn viên đều được đụng chạm, và nhìn nó thật đến không tưởng. Cho xin miếng đấy bạn ơi. Z-Zombie 2013. Không máu me như ở những lần trước, lần này có lẽ con zombie này không ở dưới đáy xã hội. Dying Light Virtual 2015. Đúng là zombie chúa. Các bạn có thấy phần hàm của con này nó bị rơi ra không? Mình khá quan ngại cho khả năng ăn uống của con này. Vậy con zombie nào khiến bạn cảm thấy má ơi luôn? Tiếp nối chuỗi video về những căn bệnh thường gặp hoặc là không. Tại sao bạn phải xem nó? Xem thì có kiến thức chăm sóc người khác. Có vậy người ta mới cho bạn hoặc bạn để duy trì nói giống. Còn tốt chán những câu thải thính như em ăn cơm chưa? Là một trong những căn bệnh mặc dù rất gây ngứa và khó chịu, nhưng ở cái giai đoạn mà cả làng chỉ có duy nhất một cái điện thoại bàn thì mắc bệnh này cũng vui phết. Mình đã từng bị những mụn nước nhỏ nhỏ này mọc ở những cái tay. Phải nói cái cảm giác khi bạn bóp vỡ một cái bọng nước, nó kiểu như bạn vừa vượt qua một level trong game vậy. Và đến tận bây giờ, khi làm video này thì mình mới biết nó là một căn bệnh có tên là tổ đỉa. Emotional damage. Bệnh tổ đỉa là bệnh thuộc viêm da cơ địa đặc biệt, được biểu hiện tương đối rõ rệt với hàng loạt mụn nước hình thành ở lòng bàn tay cũng như lòng bàn chân. Nope. Các nốt mụn này đôi khi sẽ chứa dịch bên trong, do đó bên ngoài phồng rộp và có thể bị vỡ nếu tác động mạnh. Ban đầu, bệnh chỉ xuất hiện ở khu vực bàn tay và bàn chân, nhưng nếu không được điều trị, bệnh sẽ lan đến các vùng da xung quanh. Nguyên nhân bệnh này đôi khi là do di truyền hoặc là ở bẩn. Cá nhân mình thì bị ra mồ hôi tay chân khá là nhiều. Cứ mỗi lần sờ mó lung tung mà không rửa tay là y rằng dính tổ đỉa liền. Bệnh này thì không lây và cũng không nguy hiểm. Cái nguy hiểm nhất là bạn phải kiểm soát được bản thân mình, không để nó tái máy bóp vỡ mấy cái mụn. Nó sẽ bị nhiễm trùng, đau và ngứa nếu bạn bóp. Bóp ở chỗ khác thì được. Các bạn có thể đến phòng khám da liễu hoặc điều trị theo mẹo dân gian. Dùng lá trầu không, tỏi, gừng, lá chanh ra lấy nước và đắp lên, hoặc nấu sôi và ngâm ấm. Sau khi các mụn nước xẹp thì cái lớp da sẽ bong ra và nó sẽ như này. Lúc này thì da cực kỳ nhạy cảm, nên đeo bao tay và tránh tiếp xúc với các chất tẩy mạnh. Lần lâu nhất bạn không gội đầu là bao lâu? Và bạn cảm thấy nó như thế nào? Gội đầu nó như là hoạt động cấp thiết, như là ăn ngủ nghỉ ẻ của con người vậy. Với các bạn nữ thì mình không biết, chứ mình mà delay một ngày thì cái đầu nó kiểu có cả tạ con cháy hay cả tấn chất nhớp, khó chịu vô cùng. Ấy thế mà con người cả năm không đụng đến cái tóc, không gội đầu, không chải. Ừ thì đầu chọc thì không cần. Thế đã bao giờ bạn tự hỏi sẽ ra sao nếu ta không gội đầu luôn không? Có những thử thách không gội đầu như vậy và họ đã miêu tả lại cảm giác của mình khi thực hiện điều đó. À, chúng ta cùng xem sẽ như nào nhé. Tuần đầu tiên không gội đầu là cơn ác mộng nhất. Lúc này da đầu phải tự dưỡng ẩm thay vì phụ thuộc vào dầu gội đầu như trước kia. Đầu sẽ tiết ra rất nhiều dầu, tóc thì bết bết như là xịt keo, cảm giác thì ngứa ngáy bí bách như kiểu mới mùng 2 đã được khen tóc đẹp. Ui giời ơi. Sau 2 tuần thì trạng thái này dịu xuống. Về cơ bản thì tóc bạn đã thích nghi để không cần dầu gội đầu nữa và bạn thì đã quen với điều đó. Mỗi tội mũi thì chưa. Chất nhờn, độ ẩm và bụi bặm trên đầu sẽ kích thích vi khuẩn và nó bắt đầu lên men theo đúng nghĩa đen. Đầu bạn sẽ có mùi như sữa hỏng kiểu vậy. Một tháng sau khi không gội đầu, đến lúc này thì có một cú quay xe cực gắt đến từ Florentino. Trải qua tất cả thì bây giờ tóc bạn lại đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Dày hơn, đen hơn, óng và đẹp hơn. Lý do là vì trong suốt một tháng qua, tóc không bị bất kỳ chất hóa học nào làm hư tổn và nó đã phục hồi. Nhưng mà mùi thì hơi nặng tí. Sau 5 tháng không gội đầu, da đầu, trán và gáy của bạn xuất hiện nhiều mụn. Một phần là do bụi bẩn che kín lỗ chân lông hoặc là hiện tượng tóc mọc ngược gây mụn. Nhưng mà lại không còn mùi nữa, bị xoang luôn, lấy đâu ra mùi mà ngửi. Sau 1 năm, lúc này thì bụi bẩn, gầu và dầu chúng sẽ bết lại. Và nếu bạn dùng lược loại bỏ chúng thì nó sẽ như thế này.
Nhiều trường hợp nước còn tạo ra cả ổ vi khuẩn trú ngụ và sinh sôi trong nang tóc, nhưng bạn thì vẫn khỏe re.